Chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ làm tiếp bài tập cho bài học là các phương pháp chấn động motion. Ở bài tập này, các bạn biên tập động phim hiệu ứng là tracking theo như yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì để làm bài tập này, tôi có một số yêu cầu như sau. Các bạn thao tác đối tượng lớp, các bạn sử dụng tracker control, các bạn sử dụng expression with goal. Thì phân tích yêu cầu cho bài tập này, tôi có một số việc làm như sau. Trước tiên, các bạn tạo chuyển động của các lớp theo chuyển động của cánh tay trái và tay phải. Sau đó, các bạn tạo các nút có chuyển động rung. Thì các bạn có thể xem động phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này, các bạn thấy rằng là khi mà anh thanh niên này di chuyển bàn tay tới đâu thì sẽ có cái lớp nút này chạy theo cái bàn tay của anh đó. Đồng thời giữa các lớp này tôi có là một cái chuyển động rung, đúng không ạ? Thì ở đây tôi có là hai chuyển động bên cánh tay trái và chuyển động bên cánh tay phải, đúng không ạ? Thì để làm bài tập này tôi có những cái bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, tôi nhập các tập tin hình ảnh vào After Effects. Sau đó, tôi định vị trí cho lớp chuyển động để mà chuyển động theo bàn tay. Đồng thời, tôi chọn chức năng Track Motion trong bảng Tracker Control và tôi hiệu chỉnh Option, hiệu chỉnh Target. Tiếp theo, tôi hiệu chỉnh Track Boy cho cánh tay trái và tôi phân tích Analyze cái chuyển động. Kế tiếp, tôi apply cái phân tích cho cái lớp của mình. Tiếp theo, tôi tạo chuyển động cho cánh tay phải. Thì trước tiên, tôi có định vị trí cho lớp chuyển động theo cánh tay phải. Tôi cũng tạo một cái track motion tiếp theo. Tôi cũng hiệu chỉnh option, hiệu chỉnh target. Đồng thời, tôi hiệu chỉnh track boy cho cánh tay phải. Sau đó, tôi bật chức năng là phân tích Analyze, tôi phân tích các chuyển động của cánh tay của mình. Và cuối cùng là tôi apply cái phân tích mà tôi vừa tìm kiếm cho cái lớp của mình. Tiếp theo, tôi tạo các lớp nút hình ảnh và tôi dùng cái expression là with goal vào trong thuộc tính là position. Với hai giá trị thời gian là 15 đơn vị, có nghĩa là 1 giây, khoảng cách là 5 pixel. Và cuối cùng là tôi review hay là tôi xuất phim để tôi kiểm tra cái kết quả của mình. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước thao tác như sau. Trước tiên, tôi nhập các lớp hình ảnh của mình vào trong After Effects. Sau đó từ đoạn phim này tôi tạo composition mình được như vậy, đúng mà. Thì bây giờ ví dụ như là từ cánh tay này, đúng mà, từ chỗ này, từ thời điểm chỗ này tôi tạo một cái định vị, một cái dấu mốc, một cái marker cho tới vị trí xuống đây tôi tạo một cái marker nữa, đúng mà. Trước tiên tôi định vị cái dấu mốc của mình trước. Sau đó bên cánh tay phải từ thời điểm chỗ này tôi định một cái dấu mốc kéo xuống đây, chạy qua bên này, chạy ngược lại bên này, đúng mà, ngược lại chỗ này tôi cho một dấu mốc nữa, đúng mà. Thì như vậy chuyển động của mình là nằm trong đoạn này là tay trái, tay phải trong đoạn này. Ok, bây giờ tôi định vị cái lớp chuyển động chạy theo như vậy, tôi chọn một cái lớp bất kỳ, giả sử như là lớp này, đúng không ạ? Tôi đặt ở đây và tôi enter, tôi nói là tay trái, đúng không ạ? Tương tự như vậy, từ thời điểm này tôi định vị một cái lớp, ví dụ như là lớp này, tôi nói là tay phải. Ok, bây giờ tôi chọn cái lớp phim của mình, đúng không ạ? Tôi chọn lớp phim của mình, tôi vào thực đơn Windows, tôi chọn Tracker Control.
Sau đó tôi kiểm vào là trắc màu xanh, đúng không ạ? À? Trắc màu xanh. Thì như vậy, ở đây bắt đầu tôi hiệu chỉnh, tôi chọn giá trị là bao di xanh. Bởi vì là khi mà cái bàn tay của mình chạy, cái cánh tay này chạy thì cái nút của mình này nó sẽ di chuyển theo, đúng không ạ? À? Cho nên tôi chọn là bao di xanh. Sau đó tôi chọn ở đây target. Target ở đây tôi cho là cái tay trái chạy theo. Ok. Và option này tôi chọn là red green blue. Ok. Vì tôi định đây là tay tay trái. Ok. Sau đó bắt đầu bây giờ tôi hiệu chỉnh cái trackball của mình, đúng không ạ? Chỉnh trackball, tôi di chuyển lại đây. Tại điểm này. Và tôi phóng lớn các cái giá trị tìm kiếm này. Đúng không ạ? Tôi phóng lớn như vậy. Ok. Bây giờ tôi bấm analyze để mình phân tích cái giá trị tìm kiếm giữa cái trackball này và cái sự di chuyển của bàn tay này. Đó mà tôi bấm analyze. Thì mình đang như vậy. Ok, và tôi sẽ stop lại. Thì như vậy, nếu mà đầu độc của mình chạy vượt quá giới hạn của mình ở đây, đó mà vượt quá bên này. Vì mình muốn tới đây thôi. Thì như vậy, các bạn có thể mình xóa bớt đi. Đó mà tôi mở cái frame ra, tôi mở ra. Tôi mở cái tay trái này ra, trackball này ra và tôi chọn những cái keyframe mà tôi không dùng. Tôi bấm đen, tôi xóa đi. Ok. Thì mình được như vậy. Đúng mà. Tôi fix lại. Thì mình xem mình được như vậy. Đúng mà. Sau khi mà mình đã có cái phân tích này rồi. Đúng mà, đã có phân tích này rồi. Thì tôi bấm apply. Đúng mà, tôi apply. Theo trục X và trục Y. Ok. Thì như vậy, bây giờ sau khi mình apply thì mình thấy là cái position này của cái lớp tay trái này tự động nó tạo những keyframe theo như cái phân tích mà mình đã phân tích rồi, đó mà mình có thể mình render cái đoạn này để mình xem. Tôi bấm chữ N và chỗ này tôi bấm chữ B. Tôi render. Đó mà thì mình được như vậy. Tiếp theo tôi tạo cái chuyển động cho bàn tay phải này, đó mà bàn tay phải này. Thì đối với bàn tay phải này tôi định vị như vậy, cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy. Tôi chọn cái lớp này và tôi bấm là track motion. Đồng thời tôi edit target. Target của mình là tay phải, đúng mà, cái lúc tay phải lúc này, đúng mà. Tôi ok. Option tôi đặt tên ví dụ như là tay tay phải. Đồng thời tôi chọn channel là red green blue và các thông số khác tôi cho là mặc định. Ok. Sau đó tôi hiệu chỉnh cái trackball này, đúng mà. Tôi hiệu chỉnh những cái trackball này. Tôi đặt ở dấu cái tâm tìm kiếm của mình này, tôi phóng lớn lên và tôi hiệu chỉnh cái này. Ok, tôi đang như vậy. Bây giờ tôi bắt đầu là tôi bấm analyze để tôi phân tích, đó mà. Tôi bấm analyze. Thì các bạn thấy rằng khi mà tại thời điểm màu xanh này thì các keyframe của mình nó vẫn còn đúng. Khi mà sang cái vùng màu đen thì mình thấy cái tay và cái điểm phân tích của mình nó sẽ bị sai, cái trackball này nó sẽ bị sai. Cho nên tôi phải lưu cái đầu đọc này lại, đó mà lưu tại bắt đầu từ chỗ này và tôi phân tích từng từng keyframe một, đó mà tôi đưa vào đây, đó mà tôi tìm kiếm từng keyframe, đó mà tại vì là khi mình tìm kiếm mình thấy ở đây là màu xanh mà số này là màu đen thì mình thấy nó sẽ bị sai, đúng mà. Và cứ thế tôi hiệu chỉnh một số những cái keyframe. Ok, tương tự như vậy tôi hiệu chỉnh cho cái chuyển động chạy ngược lại. Khi mà mình thấy bắt đầu nó là bị sai thì mình hiệu chỉnh cái trackball này lại cho nó đúng theo cái tay của mình. Ok. Thì như vậy sau khi mà mình đã có những cái keyframe cho cái trackball tay phải này rồi,
đúng mà, cho trackball này rồi thì mình apply, đúng mà, mình apply. Ok thì như vậy tôi có cái lớp này, nó sẽ chạy theo cái bàn tay phải này, đúng mà, và mình có thể render cái đoạn này để mình xem thử, đúng mà, mình có thể render cái đoạn này. Tôi bấm review. Ok bây giờ tiếp theo tôi tạo cái chuyển động rung cho các lớp còn lại, đúng mà. Bây giờ tôi sẽ tạo chuyển động rung, ví dụ như là tại các vị trí này tôi bố trí thêm một số, một vài lớp nữa. Ok, giả sử mình có như vậy, đúng mà. Thì như vậy để mà tạo chuyển động rung, tôi xóa cái lớp này đi, đúng mà, mình đặt như vậy, ba lớp ba nút, đúng mà, mỗi bên là ba nút. Thì như vậy để tạo chuyển động rung, tôi chọn thuộc tính position và tôi chọn thuộc tính này, sau đó tôi vào thuộc đơn animation, tôi nói là add expression và tôi dùng định width go, tôi cho là 15 đơn vị, nghĩa là trong một thời một giây, một giây mình rung là 5 pixel, đúng mà. Ok thì mình thấy như vậy và tôi có thể tôi render cái đoạn này để mình xem, thì mình thấy rung như vậy, đúng mà. Nếu mình muốn khoảng cách này mà rộng ra thì các bạn có thể cho là 15, giả sử là vậy thì mình thấy cái khoảng cách nó sẽ rộng ra, đúng mà. Nếu mà mình muốn cho chuyển động rung này nó chậm đi thì các bạn có thể giảm con số thời gian này lại, tôi cho là 10, giả sử là vậy. Ok mình sẽ được rung như vậy. Nếu mà mình muốn khoảng cách này nhỏ lại thì tôi cho là 10. Ok thì mình được như vậy. Sau đó tôi copy cái này, đúng mà, và tôi dùng cho tất cả những cái lớp khác. Tôi bấm B và tôi chọn thuộc tính position animation và tôi bát ra tương tự như vậy. Expression tôi bát ra, expression tôi bát ra. Ok. Thì bây giờ tôi thấy tất cả những cái lớp của mình đều rung và tôi sẽ bấm render để mình xem. Tôi render. Ok. Thì sau khi mà mình render mình kiểm tra kết quả rồi, bây giờ mình xuất cái kết quả của mình để mình xem thành một tập tin, đúng không ạ? Tôi có thể xuất kết quả của mình ra. Thì tôi chọn tất cả các lớp này. Tôi bật motion blur lên, tôi kiểm motion blur. Sau đó tôi dùng cửa sổ render query này. Tôi đưa cái motion dashboard này vào. Và tôi chọn là quick time. Ok. Và tôi đặt tên, đúng không ạ? Bây giờ tôi nói là trackball 01 render. Ok tôi thính nhập vào đây, đó mà, để tôi kiểm tra thì mình đang như vậy. Thì đối với bài tập này các bạn sử dụng chức năng là tracker control, đó mà, mình sử dụng các chức năng trong cái bảng tracker control này và các bạn làm quen với expression, đó mà, expression ở đây các bạn dùng expression là with go, đó mà, một câu lệnh để mà mình tạo cho động rung ngẫu nhiên, thì đó là yêu cầu của bài tập này.